clouds, and I'll take it. Yeah. Reminding myself to just let go. Don't wonder how far I can fall. Don't look down, never fade out. And I just wanna be someone and never fall behind again. Just keep on moving on. Never look down, never fade out. Never fade out. Yeah.
đông lấy tay em bước qua muôn ngàn hoa với muôn ngàn sao ngước lên trên trời. The dream state. It happens predominantly in the final stage of sleep.
Thank you.
Em lấy đủ nén quên nén giúp anh quả smoke ad. Quả smoke ad ad nhanh nha. Alo alo. Vậy là 1-0 cho team xin nhẹ giải nhất rồi. Bây giờ team xin nhẹ nhất sẽ full buy với 1M4, 1 map 2M. Còn bên kia thì chỉ có 1 Nico và 2 Nico và 2B50. Rồi đi đi sẽ làm gì đây? Bên này. Bên kia đang đẩy lầu 3 người. Mày nói vậy rồi bên kia có nghe không vậy ta? Đi đi sẽ làm được mấy mạng đây. Đi fry đi. Không được rồi. Elite Pro Player bên Team Liquid. Không sao. Liquid bên Team Liquid đang làm gì đây?
một người nằm ở chuối rồi. Bom đang được cầm lên lầu. Bên kia chắc chuẩn bị mà bắt đánh lô chuẩn rồi. Địt mẹ 4 e luôn. Nhảy lâu. Hàng sau cho tin xin nhẹ nhé. Bên kia chắc sẽ mua AK đó. Thằng Eco á. À bên Tisa để phát bay rồi. One tap. Giờ lại đây tôi thấy 4v5. Xem mình được cái thôi. Không nhiều lòng thế nhờ. Tản thôi chứ. Đáng lý phải có một người về đi chuối. Để coi chuối như thế nào. Không được rồi. Đồ mày không đồ mày được luôn. Không. Đại bẹ được đó. Có cái lết nào nó đang một vết một trong xa thôi, nhưng chưa bắt về được kịp mà thôi từ từ xử lý bắt phép. Rồi là trai bè không cho tôi xin nghĩa nhất bè kia cho bây giờ thì ra full bài cái này chỉ qua chuối ném quả lửa về hỗ trợ đâu. Betty sai vẫn chưa biết là gì trong phải này đi đi đang kiếm chuối clear bao cát chuối clear Jet City flash lỗi làm gì đây móc tay á. Lửa thông 2 thì đi ăn được một mạng rồi, chi còn một thằng con sắt nữa. Ai thì cái con sắt thì làm gì đây? Đặt bom mà không ai kết. Phải chửi đúng rồi. Rồi tất 2v3. Còn một flash. Chắc kiểu này chỉ xếp thôi chứ sao mà chỉ được tắt được. Khó. Chứ không phải khó. Năm vô Clisa rồi, không ai nhìn hết. Đi mẹ hay thế nhờ. 3-1. Vào tháng đầu tiên cho T-Side. Người sẽ làm gì đây? Mình kia Fortify với SMG. Nó ăn 3 rèo thuần rèo Fortify luôn. Thấy một người rồi. Rồi chuối ít flash thế nhờ.
thử âm lọc như thế này. Này bạc tờ. Có một người thí gian đa tình đang đang bắt về bao CB. Thì xím thì đều đó hai. Ăn đọc ăn được đi. Bỏ đi, đừng có bắn gà thế nhờ. Điếm chết luôn rồi, hay thật. Chỗ này kì, đừng chú. Yếu rồi thôi, đừng có đem flash nữa. Để biết kìa. Bài. Không thấy nè thì nhìn luôn. Mẹ. Mẹ nó bò đây rồi xong thua rồi. CT thua rồi. Hay không? Không thấy này không ông này thèm nhé ra để nhìn luôn. Hay không? Không ai nhìn bóng hay một hướng. Đang yếu rồi đang lấy thầy vậy nha. Nó lấy flat rồi thì nhé ra để nhìn cái này không thèm nhé luôn. Bên kia vẫn full 3 được. Rồi đầy đủ bom. Có thể lên ốp. Mà chắc mình thì xài chứ không lên ốp đâu. Full 3 đầy đủ bom. Cái mẹ có số 5 này sẽ ăn mua SMG à. Để hết tiền. Drop được mà ta. Chắc tay yếu quá. Cái mẹ mất. Lâu đi lâu có được một mạng rồi. Sau đi sau cũng mắc kêu hoài ta à, đúng lần đầu cáp ăn góc đi mẹ phe đó về bắn luôn bắn từ từ thôi ủ má tâm chưa hồi mới cứ tát cái thằng khùng biết sẽ làm gì đây số một kia can nát không cắt cái can rồi đang nhìn vào lò cương ra hai ông lấp hết vậy cương ra một người coi xài thế này bắn hết được làm được hai thằng yếu máu rồi được biết tiếng rồi nghe tiếng rồi đó đúng không nãy nghe tiếng đặt bom là phải để tăng cái chỗ đó luôn hơi non. Bên kia yếu tiền rồi. Đặt rào dễ ăn. Đẩy chú chết. Không có flash luôn. Giờ bây giờ còn một người. Rồi smoke. Smoke bao két được phết nha. Anh boiler có ăn được ra không? Lột chỗ. Rồi. Ackley vô đặt bom thôi đúng rồi. Đi mẹ cái đéo chết luôn. Thôi xếp sống bên kia xếp sống chứ còn gì nữa. Tuổi sao retest được. Gọi là 4B, bị số 4B cho từ xa rồi. Trận đấu khá là căng kiều. Elite từ team Liquid về có thể hơi thọt, rồi vậy là Asian W7 này 006. Elite vẫn chưa thèm chơi game. Game dễ vãi luôn, chờ em đéo gì. Bố mày đi bắn bây giờ có phải bắn cái cỏ eo lèn ở đây đâu.
Ui, ôi trời ơi. Rồi xong vẹo B luôn chứ còn gì nữa. Đánh lô hỏng ai. Đánh lô thế này mất hết. Sẽ coi. Giờ Tisa đang có muốn làm gì đây? Chắc kiểu này chỉ đi bắt súng thôi. Đi có đi donate súng cho tụi tao mà. Không rồi. Hai team quyết định chơi an toàn. Bên kia vẫn chưa full buy được. Flash chuối được bớt đi mà không có ai đi flash được. Thiên Tú đã đẩy lên được Harum rồi. Thì vẫn chờ thêm mình. Hay là bắn được không thôi. Hai ông B vẫn cứ đen nấp, không ai dám lộ. Cũng không thêm bút flop luôn. Rồi xong. Nhưng mà đã thấy là 4 vết đe để cho suicide. Elite lại bắt đầu chơi game. Một không sống. Đi đi làm hai mồm. Không biết có mồm thứ ba không này. Bốn năm cho team sai. Ok, bà là lên off. Ủa anh cắt to lắm hả? Đi chúa. À, đúng rồi, trời đẹp để áp solo chúa là đúng rồi, đúng bài. Mọc hơi lỗi quanh quay gió. Đừng có lóc, đừng có lóc, đừng có lóc nhau. Tung kèm luôn. Hay vậy. Bang 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 bang. Đi xe nó đẩy lên chuối lại, clear chuối. Chắc thì đánh nó bọc đề. Swag City đến từ Elite. Bên kia còn được một flash. Không kích, à, hai kích. Rồi thấy người trong đống tố rồi. Vô giết thôi.
bấm xe bê clear tham kia đừng fix đấy. Bên nhẹ nhất là đi xếp xuống tỷ số là 46 cho tìm lát. Chỉ còn một lưỡi màu xoài biết có chết góc này không, chết góc này là ăn không chết rồi, góc đó cũng hơi dị giờ hơi khó rồi. Ông kia bắn lỗi giờ một vết hai hơi khó. Sáu năm người phun ba người hết bài. Đi đi đang đánh bút mít. Có mạng cho anh ấy không này? Một con lừa lại chạy ra, bác anh phải lùi lại. Lò. Bò lầu. Mẹ ông số 8 này game sen thì có bò lầu cho mấy Inferno này thôi ta. Tí nữa không biết quá. Có mẹ. Ông Mia bắn lỗi quá. Bắn trước mà bắn lỗi. Flash trong đồi thì mẹ đúng đặc sản. Đập bao rồi. Năm vết bè. Thôi mấy ông City lại đi xếp súng rồi quá. Sao mà retouch được cái này? Quá khó. Bên kia đủ bom. Elite thấy team dẻo, game dẻo, đế thì mình lấy bom mà. Năm bảy dành cho Team Black. Kim chuối hai người không có lửa, có một lửa hai nết
đây là gì đây? Lửa gốc cây. Ôi, đổi được mày. Ừ, không đổi rồi. Nga trai. Bóng xa bê clear. 4 vết 3. Mắc xuống đây hơi lỗi. Chết sai chạy ok. Bắn được bom một người đi chuối nữa à, ok chết rồi. Này coi có vẻ là hơi dễ cho cái lát phải này, cứ đẩy vô rồi an mạng thôi. Cái là mì năm tám em cho team left bên kia full bar với đầy đủ bom mình ba kit chỉ chuối với bốn người dập lửa luôn rồi lên luôn rồi bắn lỗi rồi bắn lỗi không ăn gà một cái bạn ăn bằng với ta tích à mà có một người đang bắt với ba. Hai B hai một vừa gây áp với một người canh lầu với kíp à canh lầu xem một boiler chết ở lên lầu rồi. Này vẫn bò lầu. Bò lầu tới chết. Đi đang bị chiếu chuối. Đang bị. Thì hồi nãy làm được gì? Có ăn một cái. Chứ rồi suối thôi xếp súng xếp súng có nhiều tiền mà xài. Tinh đi đi à tinh lát bao ta tất. Lát ra của phát hết. Bên kia đã được có được 2 kem 1-4 và 1 AUG 1 BB9 full kit, full bomb. Được phết rồi. Nhiều tiền vả luôn. Một người đầy chuối rồi. Cho em mà B9 solo chú bắt về 4 em
hơi liều mạng. Đẩy mít rồi. Giờ là 3v3 giờ là ăn không tiến chứ chui ra lên không ăn ăn được là vô xa không đẩy đánh cho phát 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 giờ bên dưới như thế này lên ba dép lên ba dép à bên city bên tisa lên lên năm dép còn mình city lên 4 dép một kit power plus à, vừa hình là 32 cho em hỏi là anh biết cái trục này DPI là nó ở mức như thế nào em eo game ra eo cái đó thôi đi để anh coi em để xem nhiều không em để xem nhiều không xin nhiều game 104 hả 104 thì đang về là tầm 600 đi ra bốn cái bốn là lạc vật bom hình như bên city sẽ đi sẵn một bit à giờ bè với một cả bắn cái đầu nhau được hết rồi bắn từ thôi nhảy đi hót bên CT bên đi sai đặt bom rồi cứ lên Galil rồi được rất biết thôi rất biết đồ này thôi gì đâu 4 format 1 EB9 một người chơi đánh là thiếu gia đa tình anh kia nhảy lâu không đi vị trí đó đâu má luôn hết mẹ đèn air clear rồi tạm biệt bom biết vị trí rồi giờ sẽ bắn à còn à. Kim chúa như này đây, 1 mét 1 mét thôi. Thank you.
đâu lại không lại sợ chim mơ
Everybody's gonna see it. Oh, all you need to know.
5